cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh youtube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Mới đây, Chính phủ đã có tờ trình dự thảo gửi Quốc hội về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo tờ trình, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ có chiều dài khoảng 1.545 km từ ga Ngọc Hồi, Hà Nội đến ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh, đường đôi khổ 1.435mm. Dự án này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 10 sắp tới. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam được xác định sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67 tỷ đô la Mỹ, nếu tính theo tỷ giá hiện nay khoảng 1,7 triệu tỷ đồng. Nếu chỉ nhìn đơn thuần về tổng mức đầu tư của dự án, chắc chắn nhiều người sẽ không khỏi giật mình về độ lớn, nhưng với những tính toán mang tính toàn diện, khoa học và thực tiễn, thì số vốn để đầu tư cho dự án trong thời điểm này là khả quan và kiểm soát được. Gần 15 năm qua, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam đã được nghiên cứu. Vào năm 2010, khi quy mô GDP mới chỉ ở mức 147 tỷ đô la Mỹ thì với 56 tỷ đô la Mỹ tổng mức đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao khi đó chiếm tới 38% GDP và đẩy tỷ lệ nợ công lên mức gần 57% GDP là mức cao gần chạm ngưỡng cho phép Tuy nhiên, với nhu cầu vận tải ngày càng tăng cao, quy mô nền kinh tế năm nay dự báo đạt trên 465 tỷ đô la Mỹ, tức cao gấp hơn 3 lần so với năm 2010 thì nguồn lực để đầu tư cho đường sắt tốc độ cao ở mức 67 tỷ đô la Mỹ đã không còn là trở ngại lớn. Dự án này có tính chuyển đổi mang tính bước ngoặt nếu chúng thực hiện đúng cách. Và như chúng ta thấy, các dự án đường sắt tốc độ cao ở các nơi khác trên thế giới đều tạo ra động lực lớn cho tăng trưởng Đánh giá của Bộ Tài chính về các chỉ tiêu an toàn nợ công khi triển khai đầu tư dự án cho thấy giai đoạn đến năm 2030, cả ba tiêu chí nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài quốc gia đều thấp hơn mức cho phép từ 5 đến 15%. Để dự án đường sắt tốc độ cao đi vào khai thác hoàn toàn phải mất khoảng chục năm. Như vậy, mỗi năm bình quân khoảng cần 5,6 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 145.000 tỷ đồng theo tỷ giá hiện hành. Còn số này chiếm 24,5% vốn đầu tư công trung hạn hàng năm bố trí trong giai đoạn 2021-2025 và giảm xuống còn khoảng 16,2% trong giai đoạn 2026-2030. Đây là những tỷ lệ chấp nhận được đối với quy mô nền kinh tế trong thời gian tới. Theo dự thảo báo cáo nghiên cứu, tiền khả thi của dự án do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo, giá vé sẽ được chia thành 3 mức phù hợp với khả năng chi trả của người dân và mức độ tiện nghi khác nhau. Dự kiến giá vé đường sắt cao tốc Bắc Nam bằng khoảng 75% mức trung bình của vé máy bay hàng không, giá rẻ và phổ thông. Cụ thể, mỗi km vé hạng nhất, khoang VIP dự kiến khoảng 0,18 đô la Mỹ, hạng 2 là 0,074 đô la Mỹ và hạng 3 là 0,044 đô la Mỹ. Như vậy, giá vé cho chặng Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ vào khoảng 6,9 triệu đồng cho hạng nhất, 2,9 triệu đồng cho hạng hai và 1,7 triệu đồng cho hạng ba. Dự thảo cũng so sánh giá vé này với các tuyến đường sắt tốc độ cao tại các quốc gia có điều kiện tương đồng như Trung Quốc Indonesia và Nhật Bản. Tháng 5 năm 2024, Trung Quốc đã quyết định tăng giá vé tàu cao tốc cho các tàu chạy với tốc độ từ 300 km/h trở lên. Giá vé sẽ thay đổi dựa trên các yếu tố như mùa, ngày, khung giờ và hạng ghế. Ví dụ, giá vé ghế hạng 2 trên chặng từ Vũ Hán đến Nam Quảng Châu khoảng 1.000m, gần bằng khoảng cách từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đà Nẵng đã tăng từ 463,5 nhân dân tệ, tương đương với 64 đô la Mỹ, tương đương với 1,6 triệu đồng lên 553 nhân dân tệ. Trên chặng Bắc Kinh Thượng Hải dài 1214 km, giá ghế hạng 2 là 553 tệ tương đương với 1,8 triệu đồng, ghế hạng nhất là 933 tệ tương đương với 3,3 triệu đồng và ghế hạng thương gia là 1748 tệ tương đương với 6,2 triệu đồng. Tại Nhật Bản, tàu cao tốc Shinkansen với tốc độ nhanh và độ an toàn cao được nhiều khách hàng ưa chuộng. Giá vé tàu Shinkansen phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại tàu, khoảng cách di chuyển, thời gian đặt vé và các ưu đãi đặc biệt. Ví dụ tuyến Tokyo Sendai dài khoảng 370 km có giá vé từ 11.000 đến 12.000 GPE tương đương với 1,9 đến 2 triệu đồng, còn tuyến Osaka Hiroshima dài 331 km có giá vé khoảng 15.000 đến 17.000 GPE tương đương với 2,6 đến 2,9 triệu đồng. Ở Hàn Quốc, tàu cao tốc KTX cũng là phương tiện di chuyển nhanh và thuận tiện nhất. Giá vé KTX dao động tùy thuộc vào thời gian tàu chạy với các tuyến xuất phát từ ga Seoul, giá vé từ Seoul đến Busan dài 323 km là 59.800 won tương đương với khoảng 1,1 triệu đồng. Từ Seoul đến Daejeon, 139 km có giá 23.700 won tương đương với 450.000 đồng và từ Seoul đến Donggagu khoảng 2 tiếng là 43.500 won tương đương với 818.000 đồng. Dự án đi qua địa phận 20 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh. Tuyến đường sắt tốc độ cao được bố trí 23 ga hành khách với khoảng cách 67 km trên một ga, đặt tại gần khu vực trung tâm kinh tế chính trị các địa phương. Hiện trong quy hoạch Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo và được bộ chính trị cơ bản thống nhất, mỗi địa phương sẽ bố trí một ga, tuy nhiên riêng các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Định, Bình Thuận sẽ bố trí hai ga để đảm bảo chạy tàu với tốc độ khai thác tối đa là 320 km/h, chiếm 70 đến 80% chiều dài giữa hai ga dừng, cự ly tăng tốc khoảng 7,2 km, cự ly giảm tốc khoảng 9,5 km. Đồng thời, để đảm bảo phục vụ quốc phòng an ninh, vận chuyển hàng hóa khi có nhu cầu trên tuyến bố trí 5 ga hàng tại các đầu mối hàng hóa lớn. Trên tuyến dự kiến cũng sẽ xây dựng 5 depot phục vụ khu tập kết sửa chữa bảo dưỡng tàu khách tại Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa và thành phố Hồ Chí Minh và 4 depot phục vụ sửa chữa, bảo dưỡng tàu hàng tại Hà Tĩnh, Quảng Nam, Khánh Hòa và Đồng Nai để rút ngắn thời gian thực hiện và huy động tối đa nguồn lực, các nhà thầu trong nước tham dự thực hiện dự án, chính phủ dự kiến phân chia thành 4 dự án thành phần và đồng thời triển khai. Nếu được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư trong kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 sắp tới, dự án đặt mục tiêu triển khai giải phóng mặt bằng toàn tuyến và khởi công các dự án thành phần cuối năm 2027, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến năm 2035 với tổng mức đầu tư dự án khoảng 1,7 triệu tỷ đồng tương đương với khoảng 67,3 tỷ đô la Mỹ. Về giá vé đường sắt tốc độ cao, theo tính toán của cơ quan soạn thảo, dự kiến bằng khoảng 75% giá vé máy bay giá rẻ trong điều kiện bình thường. Để phù hợp với khả năng chi trả thu hút hành khách, vé đường sắt tốc độ cao chỉ làm 3 mức giá tương ứng với các đối tượng mức độ tiện nghi khác nhau.